theo chương trình là những phôi xanh Nam Điền, hàng cắt giật rụt dịp, cũng bán lấy lộc đầu năm cho các bác, giá cả là giá lộc phát thôi. Đây thì có ghi mã số và giá cả rõ ràng, mọi người chốt cây qua số điện thoại hoặc Zalo trên góc màn hình. Chương trình bán hàng, mở hàng đầu năm lấy lộc này, chỉ ở trong cái clip đấy thôi, các bác nhanh tay lựa chọn cho mình một cái phôi ưng ý nhé. Này, bán giá lộc phát cho các bác 680.000 bao ký ship nhé. Phôi rất là rụt dịch, cao có 15cm thôi. Chân bệ này các bác này, phôi nó có chân bệ này, dáng dấp đẹp này, rụt dịch đều cả hai mặt. Tay cành thì định hướng cắt truyền hết rồi, về mình cắt truyền thêm 1-2 nhịp nữa là càng nuôi càng đẹp. Mã 25 này, 680 này, mặt trước này, mặt sau này. Hai thân mọi người nhé, nhưng mà liên lạc. Mã 25, 680.000. 680.000 thôi, đây mời các bác xem. Rất là quằn quại nha, rụt dịp có chân bệ, dáng dấp thì rất là đẹp. Đầu tiên là cứ phải dáng đã, dáng ra, dáng dấp rồi mình nhìn thấy thân thủ rồi, chân bệ này, tay cành cắt truyền như thế nào. Đấy, không có lỗi lầm gì cả, định hướng hết cho các bác rồi, về chỉ việc nuôi thả và cắt truyền tiếp thôi. Hàng làm theo cái lối này thì cây của mình nó lùn lực, nó đẹp nhá. Mã 26. Tiếp theo là mã 27, thì hôm nay đồng giá lộc phát cho các bác thôi. Đây dáng rất là duyên nhé, các bác nhìn cho cây, khi mà mình làm phôi ấy, mình cắt phôi mình phải đột rễ như này, nó ra những cái rễ này thì cái phần này nó mới bệt xuống này, thì mình mới có bộ bệ được. Bộ bệ của mình thôi mình nuôi bác thả ra cái chậu đất nó to hơn, cái phần rễ nó to là nó bệt xuống này thì cái bệ của mình nó đẹp. Phần bệ này rất là quái nhé, tay không hề bị đơ này, cái này kéo gần xong rồi cắt truyền đây này, đây kéo cái ngọn lên đây nhé, ngọn đấy. Đây thì giá rất là hay, 27.8. Mã số 28 cũng đồng giá cho bác luôn đây. Phôi đây, phần chân bệ của nó đây nhé, bác củ bệ đây nhé, đấy. Liên lạc rất là quái, dáng dấp thì cũng là kiểu hai thân nhưng mà lại liên lạc, hai này đã dính vào nhau rồi, lâu ngày nhìn rất là quái. Để rất nhiều dữ liệu cho các bác làm, tay cành định hướng hết rồi, cành thở các kiểu, ngọn đây rồi. Tiếp theo đi, mã 29 này là 680 nhé, một em trực ba bông rất là đẹp, phần chân bệ rất đều. Cây này rất là rụt rịt các bác này, phần chân bệ bác nhìn nhé, đều luôn, giống như kiểu làm hàng kiểu xếp đế kiểu các bác trong miền Nam. Đấy, đế rất là đều, thân thì rụt rịt không bị đơ, tay đòn này đóng rất là cân đối, hoàn hảo. Cắt truyền thêm 2 nhịp nữa thì mình có một cây trực rất là đẹp, Nam Điền, 29, 680.000 rồi. Bán lấy lọc cho các bác. Mã 30 cũng là 680 rồi, hàng củ cục nhé, một cục tròn nằm này. Các nhìn phần chân bệ thích chưa? Bệ này đột ra này, nó có chân này, cục tròn này. Đấy, bác nào thích kiểu hàng củ cục bim bim thì lấy em này nhá. Bán cũng giá lấy lọc 680.000. Đây mã 30. Nhìn này, toàn bộ của nó là một cục liền lạc, tay cành thì mình định hướng hết rồi, chân cao 10cm thôi, đã 30. Phôi mã số 31 là 680.000, phôi làm kiểu ba vai, bác nhìn dáng dấp đây rất là cân đối,
đường thân thì rành rõ ràng, rành mạch. Ở chân bệ có chân đây, mặt trời đây, đấy. Phần thân chính đây nhé, đường chạy của nó nhìn rất là hay nhau nhé. Đây cắt chuyển cái này, cành này để thọ này cho to bệ, to phần này ra. 31 là 680 ngàn. Đây thì hôm nay là cái chương trình khai xuân của em là như vậy. Thì các bác chọn lấy cây ưng ý rồi báo lại cho em. Cảm ơn các bác đã theo dõi.